Chào mừng các bạn đã đến với kênh tôi là người Củ Chi Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là hai con đực man các bạn Đây cặp đực man này các bạn thấy không Chân móng hoàn thiện nè man Mỹ nha các bạn Xuyên cối luôn Đó đòn dài gu bạc yếm dậu nghiêm chỉnh các bạn hai cái tay hai cái quạt các bạn thấy không Xay mặt xay lưng đồ nghiêm chỉnh các bạn xe mặt sẽ lưng nghiêm chỉnh đòn dài đó, cặp được man này chủ báo giá là 35 triệu các bạn 35 triệu đích nè giá hai hòn nè hoàng các bạn kiếm dậu rồi nghiêm chỉnh nè chân móng và hoàn hẹn các bạn đó, đòn dài sọc các bạn thấy không đòn dài sọc à. chân móng sò đó, xương trà bá luôn các bạn thấy không xương trà bá luôn đó, còn tiếp theo nè các bạn, giấy đen, yếm dậu nghiêm chỉnh, đòn dài, chân móng thì hoàn thiện các bạn, chân móng thì hoàn thiện, Đó, yếm dậu thì nghiêm chỉnh, đòn dài nè, hai cái tay các bạn thấy không, như hai cái quạt các bạn, tay lớn, sải tích thì nghiêm chỉnh, con này đầu trụi luôn nha các bạn, con anh này đầu trụi luôn, đầu trụi luôn, đòn dài Cặp man này thì chủ báo giá là 35 triệu các bạn 35 triệu cặp được man này các bạn Man này man bơm nha các bạn Man này man bơm man mỹ nha các bạn Giá 35 triệu Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò mình comment dưới màn hình video nha các bạn hiếm dậu nè nghiêm chỉnh hết Giái rồi các bạn thấy không Đòn dài Chân móng thì hoàn thiện các bạn Sái tích thì nghiêm chỉnh các bạn bò đực bò đực man nhưng mà sai mặt xây lưng đồ là nghiêm chỉnh các bạn yếm Ở... rồi các bạn không nghiêm chỉnh hết các bạn Ở giá là 35 triệu các bạn 35 triệu con này đầu trụi luôn các bạn không yếm nè yếm dày lúc lắc luôn yếm dậu rồi nghiêm chỉnh nè chân móng sò nè các bạn không lớn xương các bạn rất là lớn xương nha man bơm nha các bạn đòn dài rất là lớn xương đòn dài các bạn Giá đen khui nè các bạn thấy không hai hòn đen khui nè giá 35 triệu các bạn 35 triệu giá cực kỳ im các bạn giá cực kỳ im luôn 35 triệu các bạn đây đo cần cảnh em thấy các bạn cao 1m12 bò này các bạn đo ngay sẽ lưng luôn các bạn đo ngay sẽ lưng luôn cao 1m12 bò đó đo ngay sẽ lưng cao 1m12 bò hai con này nó đồng đồng nhau các bạn nó đồng đồng nhau à chân móng hoàn thiện hết yếm dầu nghiêm chỉnh hết sẽ đúng các bạn con trụi cao mét 12 đồng đồng nha các bạn ơi con nào cũng cao tầm mét 12 à Rồi đây các bạn không đồng đồng nhau con nào cũng cao mét 12 bò các bạn giá 35 triệu các bạn giá 35 triệu đó con này cái yếm dậu rồi các bạn không cực kỳ không chân móng luôn hoàn thiện xương trà bá luôn các bạn cao 1 mét 12 bò đó ngay xế lưng giá 35 triệu các bạn giá 35 triệu chân móng hoàn thiện yếm dậu nghiêm chỉnh gu bạc gu hết các bạn hai con nào con nào cũng gu bật hết các bạn giá 35 triệu đó anh em là bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò mình comment dưới màn hình video các bạn dưới màn hình video đỏ ao đòn dài cao mét 12 bò đòn ngay sẽ lưng gu gu bật đó, giá 35 triệu các bạn giá 35 triệu đó yếm nữa các bạn không chừng móng rồi hoàn thiện manh mỹ nha các bạn manh mỹ tay lớn nha các bạn tay con nào con lấy chà bá nha các bạn tay con nào con lấy chà bá à giá 35 triệu cao mét 12 bò và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn và xin được báo giá lại là cặp được man chủ báo giá là 35 triệu cao 1 mét 12 bò đòn ngay giữa xe lưng giá 35 triệu Cảm ơn các bạn đã theo dõi video